thừa có đổ thừa lại đó quý vị. Họ cứ đẩy qua đẩy lại, không biết cái người dân nào đóng thuế đấy nữa. Rồi ai cũng làm 8 tiếng là coi như họ cũng bỏ ra công việc họ làm, mà cứ nói làm 8 tiếng là ăn 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 lương của người dân. Tôi không hiểu mà coi như cái loại người đấy mà coi như bây giờ phải thuộc xếp vào bài não hay là sao nữa đây. Để tôi hỏi một thời gian rồi bắt đầu tôi xếp vào bài não đấy cho họ cũng thuộc cho rồi. Ok, để coi như để mình nói hết cái tâm sự coi như để cho mấy người đó mà họ có cái gì phản biện họ lên rồi họ nói do tiền thuế của tôi, ai đóng thuế, anh đóng thuế bao nhiêu một năm, tôi muốn cân là bên chỗ mà channel cái gọi là chứng hưng nước Việt á với Iva đó, cái channel Iva đó, tôi lên coi hỏi mấy người đó coi một năm đóng thuế bao nhiêu, rồi tôi hỏi bên sở thuế có thể coi có phải họ đóng thuế chừng đó để cho biết chứ, mình phải tìm ra nguyên nhân chứ đừng có nói vớ vẩn. Em Ok chào anh. rồi, mời Bây giờ rồi, mời bà gì quay hỏi vụ thế mấy bà bán cá ngoài chợ nè, là đôi hỏi anh hỏi đúng người rồi đó. Em thấy anh ở bên nước ngoài mà anh cũng hiểu biết về những anh chị em bán cá ngoài chợ, bán rau ngoài chợ. Anh nói là ngoài đó ngoài chợ mấy bà bán cá bán ấy có người ông hàng thấy rong không? nữa, mấy người hàng rong nữa, Dạ thì ở đây là hỏi mấy em người là hàng rong. anh hỏi đúng người rồi đó, em là nhỏ bán cá ngoài chợ. Ok. À, thì em cũng nói với anh em kinh doanh bây giờ em nói anh là em tự, em là cái người bán bánh mì đúng không? Một tệ ổ bánh mì Rồi. em á là hiện tại giờ em bán 15.000 một ổ, Rồi. thì anh tính thì em trừ chi phí tiền mặt bằng em mướn 7 triệu rồi tiền điện tiền đùng một tháng 2 triệu nữa là 9 triệu đúng không? Ba người làm em tháng là 10 em mướn bao ăn ở là 4 triệu tháng, ba người là 10 triệu nữa là 12 triệu đúng không? Thành ra cái tiền của em thuê người ta làm 9 triệu rồi, nhưng mà trong khi em bán bánh mì là 15.000 một ổ, em trừ chi phí là tiền này tiền kia hết một ngày là một ổ mì em lời 5.000 một ổ. Cái này em nói nha, 5.000 một ổ thì anh tính đi một ngày buổi sáng không em bán là lúc trước á chưa làm đường cái khúc khúc em á thì em bán có khoảng là 700 ổ một buổi sáng nha. Bây giờ hiện tại làm đường xong giờ em bán Quân Bình đi, Quân Bình hiện tại em bán 500 ổ một buổi sáng là bánh mì chả là em bán 15.000 một ổ là một buổi sáng, vậy anh bán 500 ổ là anh tính em lời bao nhiêu? Trừ chi phí à 10.000 em lời 5.000 một ổ. 100 ổ anh em lời nhiêu? 500.000. Đúng không? Thì 500 ổ em lời 2 triệu rưỡi bỏ túi chọn vô cái túi của em. Em có đóng thuế ai đâu. Rồi anh tính đi rồi em bây giờ em bán bánh mì là 500 một ngày buổi sáng em lời 250 ngàn. À, 2 triệu rưỡi một tháng là trọn vẹn đó. Thì anh tính đi. Rồi còn buổi chiều em bán buổi chiều em chưa tính, em tính buổi sáng thôi. Thì anh một tháng em có 75 triệu, em có đóng thuế nhà nước đồng nào đâu. Anh biết cái người anh biết là đóng thuế ai không? Đóng thuế cái người bỏ trả công ty trả trả mà giao cho em á là công ty. Thì người ta đóng thuế cho người đó rồi người đó chịu rồi. Rồi bán lại cho em gì nè, em đâu có đóng thuế gì đâu, em bán lời nhiều thì bao nhiêu, mà em lỡ thì anh tính thì bánh mì mà em bán lời 500. Cái thuế môn bài của chị đóng một năm bao nhiêu tiền? Môn bài của em á, môn bài mà cái tiệm bánh của em á là một năm em đóng có 1,5 triệu à. Trời bèo đi hả? Đóng thuế môn bài của em có 1,5 triệu một năm. Bèo luôn. Anh nghe em nói không anh Bình? Nghe rồi, nghe bây giờ nghe Dạ rồi. thì bây giờ em giả sử anh gọi thêm một cái thành lập công ty, em thành lập công ty của em đó nè, công ty về bên may mặc nè, thì Quân Bình đó là nhà nước mình anh mở công ty ra 3 năm đầu thì nhà nước mình miễn thuế giảm thuế hết hoàn toàn không đóng thuế, chỉ đóng thuế môn bài một năm thôi. Anh mở cái thành lập công ty bây giờ công ty anh mở thì cái tài khoản anh có 1,7 tỷ đi, anh thành lập công ty có 1,7 tỷ đúng không, thì nhà nước chỉ mà đóng thuế anh theo cái giá mức độ là anh thuế ở công ty anh 900 triệu thì trong đó là nhà nước chỉ đóng thuế môn bài anh một năm có 1 triệu thôi, rẻ không?
Rẻ ôm, bèo có chơi luôn. đó. Còn Đấy. em thành lập công ty, em nói là vốn điều lệ của em á là quân bình là em có 1,7 tỷ, em bên may mặc, em giao hàng may mặc thì 1,7 tỷ, thì em thành lập 3 năm nay, em đóng 3 năm nay có 4,5 triệu tiền thuế thôi, mỗi năm em đóng thuế mùng bảy là 1,5 triệu. Thành lập công ty của em chả anh thấy nhà nước mình như vậy. Rồi về bán cá này nha, rồi nói chung ở Việt Nam mình là giỏi mua bán kinh doanh, còn những người mà như bà con người ta nghèo, ham ăn chơi cờ bạc đá gà này kia hay quấn số này kia, tại họ nghèo rồi thông cảm, rồi cái mình không biết mình lôi những người đó ra nói. Ai cũng làm người cũng muốn phấn đấu làm cho mình giàu, là mình giờ mình muốn làm giàu lên là mình phải phấn đấu bằng cái tâm huyết của mình lên anh Bình Hồ, đúng không? Như vậy hiện tại vậy em nói anh đi, em sống đang ở tỉnh An Giang, ở huyện Châu Phú, thì anh tính đi một tô bún bún riêu hiện tại ở đây á nha là có 7.000 đồng một ly cà phê, bà con ở dưới quê mà 5.000 cũng cà phê riêu đồ là 12.000, buổi sáng anh ăn sáng 12.000, thì anh làm lương một tháng 4 triệu bạc là một một đầu người, đúng không? 4 triệu bạc anh vô 4 triệu thì anh ăn cả ngày trời đâu có hết 100.000 đâu, đúng không? Là anh có nhà ở cửa rồi, anh ăn hết tổng quát của một đầu người là 50.000 thôi, là một tháng anh chịu là 1,5 triệu, anh cũng còn 2,5 triệu anh cũng bỏ tài khoản được vậy. Còn những người như miền Tây em đi lên trên Bình Dương làm, cũng như anh Đinh Đinh Văn Trực hồi nãy anh nói đó, là hai vợ chồng con ảnh là một tháng là lãnh lương hiện tại giờ là 20 triệu, 20 triệu mà ăn của công ty hết trơn rồi, chiều về ăn cơm chiều thôi, trừ chi phí tiền tiền mà lương đó, rồi trừ tiền nhà trọ, thì hai vợ chồng này em Quân Bình cho hai vợ chồng này tiền sữa con luôn cũng cùng một tháng cũng còn 12 triệu bỏ tài khoản. Anh thấy chưa? Việt Nam mình vậy còn đòi gì nữa? Thì em lên đây á, em nói với anh á, em gái á, không có phải là cái người hồ đồ mà muốn chửi mấy anh chị em ngoài bên đó. Nhưng mà em mong họ hãy nhìn lại sự thật ở đất nước, đừng có lấy những cái hình ảnh ngày xưa đặng mà làm cái gây cái hận thù lên. Thì giờ những cái hận thù quá khứ em mong người những người đó đừng có khơi gợi lại để cho bà con người ta nhớ lại. Như em đi, em không có nhớ chuyện hận thù đó, mà tại anh chị em nó khơi gợi lại làm cho mình nhỏ, mình xanh xao đẻ muộn rồi người ta nói sai sự thật, rồi thành ra cho những người dân người ta tức, rồi người ta lên người ta chửi lại, thì thành ra nó tại sao trong nước người ta như vậy. Thì có những cái người đó nên hỏi lại bản thân họ đi. Em mong là những qua cái clip này Rồi bây giờ em gửi cái lại phay của em, à, cái còn phay của mà em là chúc phay Ngọc là Ngọc gì đó, Ngọc tên thiệt là gì? dạ anh Bình còn gì nữa nè, những người bán cá bán rau ngoài chợ hiện tại bây giờ em hỏi thu nhập những người mà bán cùng bán hàng với em ngoài chợ ha, bà bán rau đi, thường thường vậy đó là quân bình của bà là một ngày bà kiếm 500.000, thì bà lời 500.000 đó bà bỏ túi trọn luôn, không có ông thấy ông nào lại góp hết trơn, chỉ có ông góp chợ ông lại ông cho mướn chỗ anh Bình thì ông góp 5-10 ngàn cái chỗ đó thôi, ngoài ra không đóng thuế ai hết. Bán cá cũng vậy, thì anh tính một bà bán cá như vậy đi, bà bán đi một ngày bà kiếm 500 hoặc 1 triệu, có khi 1 triệu nữa, thì một tháng bà lụm 30 triệu rồi, có đóng thuế ai đâu anh Bình. Anh thấy đất nước Việt Nam mình không? Ok rồi, okay, cảm ơn. Bây giờ Dạ cái phay của là coi như là Trúc Thải An là cái phay, nhưng mà tên thiệt dạ là Thải Ngọc Nhiên. Tên thiệt là Thải Ngọc Nhiên. Bây giờ bên hôm muốn nói với bài này. dạ Bây giờ em hôm khi nay em cũng chúc anh vui vẻ, là và bà thì con bên ở bên hôm hải ngoại để cho mỗi ngày vui. bên hô nói một tiếng đấy, không để bên hô nói chút đây. Ok, bây giờ Thải Ngọc Nhiên cái bài này. Từ nay khi mà làm bạn với là phay của bên hô rồi á, thì bây giờ Thải Ngọc Nhiên á không cần phải chửi để mà tốn hơi hay là tốn sức nữa, đừng có nữa. Không Ok, vì anh Bình, cái người nghe anh nghe em bên hô gái nói nói đấy, nè, nghe hô nói, nghe bên hô em nói không có chửi lộn ai đâu, anh thấy không. clip Nhưng mà anh những nhiều khi anh mời em bức gái xúc, lên ok mình nói bức xúc cái này để bên hô chỉ có là nhắn nhủ người nữa. không Ok, vì anh Bình, cái người nghe anh nghe em bên hô gái nói nói đấy, nghe nè, hô nói, nghe bên hô em nói không có chửi lộn ai đâu, anh thấy không. clip Nhưng mà anh những nhiều khi anh mời em bức gái xúc lên hô chỉ có là nhắn nhủ với coi như Thải Ngọc Nhiên vậy. Bây giờ mình la lớn hoặc là mình chửi họ hay là mình xỉ nhục họ, nó không đem lại cái sự mà coi như là hòa bình với là kết bạn với nhau. dạ. Đó là cái sự bức xúc rồi, coi như cái làm như thế hoài không được. Bây giờ người ta đã vậy rồi thì mình
thế nhẹ nhàng lại, và muốn để cho họ ngồi lại với nhau để mà chúng ta nói những cái tâm tư gì ở đất nước này. Và chính cái những người đó họ chưa thấy cái đất nước mình nó phát triển thế nào, như là coi như là Tân Thái hay là Benny Trường Bình hay là coi như Rosa Hậu hoặc là anh cô mấy cô vân vân, là coi như là những người đó họ không về Việt Nam, họ mười mấy năm họ không về rồi, họ chỉ nghe thôi chứ họ không thấy được, mà họ không có miệng mình hỏi được và họ không có trả lời gì được đó. Thành nó quay mình cũng yêu cầu họ về để mà họ thấy lại đất nước của mình. Dạ. Tốt, cho nên mình đừng có xúc động nữa, rồi coi như nhiều khi nói á Dạ là dạ coi như nó anh đâm cho ra. em cắt ngang cái này. Anh Vâng. cái Facebook là Phạm Văn Chinh nói câu này đúng nè. Hiện tại giờ thế Ừ. nông nghiệp, hiện tại giờ em làm á, nhà em làm ruộng hiện tại giờ làm Ừ. 26 công là hai mẫu mấy á, hai là 26.000 mét vuông đất á, là em làm thu hoạch 3 mùa á, là em không có đóng thuế cho nhà nước 1.000 nào luôn. Tiền múc kinh nạo kinh gì là bọn em không có đóng vô luôn, kinh mà hơi cạn đó là nhà nước tự cho máy vô múc kinh luôn, là bọn em không có bỏ tiền vô hùng với nhà nước tự đi múc kinh cho bà con Ừ. luôn đó. Giờ thế nông nghiệp Đúng rồi, tại đó bây giờ cũng biết không mà có đóng cái kinh anh Bình à. ừ. Người mình về nằm đông á, họ đâu có động thuế gì đâu, không động thuế gì đó, họ sống rất là bình yên, rất là thoải mái, họ rất là hài lòng với cuộc sống. Mà có một số cái bọn bên này mà có những hàng xuyên tạc cái đất nước, nó nói đất nước mình ấy, sắp bị mất rồi, người dân chết lần lần rồi, biển hết núi cũng chết, nó làm những một cái trận mà coi như mà tôi mời lên hết mà không ai dám lên hết á. Tôi mời họ đấy, tôi vô thì họ không cho, tôi nói thật luôn á, tôi đi ngang qua tôi muốn vô để mình nói thêm một chút là họ không cho, họ cho tôi là coi con người này không phải là người Việt Nam, người này là coi như là không có đầu óc, tôi có đầu óc đàng hoàng nhé. Mà họ mà tôi mời họ vô đó mà họ cũng vô như vậy, rồi ai mà chưa lên kịp á là họ cho họ nói rằng là thấy không tôi mời không lên, họ sợ không lên, mà nhiều khi bị trục trặc cái đường sóng hoặc là coi như bị trục trặc cái phone gì đó, như bữa hôm bà chứ bà Võ gì đó tôi muốn lên để mà nói mà coi như mà lên được rồi bà bắt đầu coi như đó hắn lên, hắn dầm lên chửi tôi, mở miệng ra là chửi, mở miệng là coi như là phát ngôn bừa bãi. Thành hôm nay là tôi mở là coi như cái trang này để chi, để là người thật việc thật nói thật và lên để chúng ta chia sẻ với nhau, kể cả người trong nước và ngoài, người ngoài nước họ biết luật như thế nào. Đấy, đúng rồi hết. Tại cái chỗ hôm nay mà coi như có ai đây quân vương lưu á, dạ tôi đồng ý với vấn đề mà công vương lưu nói đây. Đó. Tôi rất là coi như đồng ý, thế thành ra cái chỗ đó là coi như mình khi mà tôi đồng ý là coi như không có bàn tới nữa, thành ra coi cái những cái thuế mà ở Việt Nam mình nhé. Anh cái hồi tôi thấy có anh Doãn Như Lân đi qua đó mà anh có muốn lên để chia sẻ gì không, anh Doãn Như Lân sau đó rất là coi như nói thực tế đó, quý vị mà ở xa vùng sâu lên đi nói để cho họ biết được là coi như là sự thật ở Việt Nam mình như thế nào, thuế mà ai đóng. Tôi muốn là cái channel mà coi như là chứng hưng được việc đó này, với là Iva TV đó này, lên đây nói mấy ông đóng thuế được bao nhiêu tiền, mà mấy ông cứ ngồi coi như cứ nói là giống như Nam Phương nói đây cán bộ ăn tiền thuế nhân dân. Tôi mời cái channel cái CH này, TV là cái channel gọi là chứng hưng nước Việt đấy, với là Iva đấy, tôi mời mấy người lên tôi biết là coi họ đóng thuế bao nhiêu, rồi tôi hỏi bên sở thuế có thử họ coi như có đóng thuế không, mà sao mà họ nói coi như chuyện coi như tào lao rồi đó. Nếu mà mấy cái anh em nào bên chỗ mà chứng hưng nước Việt á TV á, vì là cái Iva do dùng Iva gì đó vô đây tôi hỏi tiền thuế quý vị đóng một năm bao nhiêu, nên nói xong là tôi hỏi bên sở thuế có thử vậy phải là coi như họ đóng cái số tiền đó không, rồi ai ăn tiền thuế, người ta làm coi như công an hay công viên chức là họ làm 8 tiếng họ làm giống như mình thôi, thì họ làm thì họ ăn lương thì coi như tự nhiên họ làm mà không ăn lương à, mà lương là theo trong coi như là ok mời anh này
Chào bác Bình Hồ. Rồi Phạm Văn Chinh phải không? Ok, rồi chào anh. Vâng, chào chào anh. Vâng, vâng. Đang nói đến cái đoạn vâng, đang nói đến cái đoạn cái đoạn của thoại của Nhiên với lại bác thì đang nói đến chuyện thuế. Ừ. Vâng, em cũng xin chia sẻ là ở Việt Nam ấy là thuế tất cả về doanh nghiệp này, thế là tư nhân này hoặc là các công ty nước ngoài thì không nói rồi. Thế nhưng mà đối với lại cái người dân gọi là người dân nông dân ấy, như chúng em đấy, thì thuế má nó không có cái gì cả. Thuế má rất là ưu ái, chỉ có đóng mỗi cái tí thủy lợi phí và là cái phần gọi là bơm nước thôi. Thế chứ còn là dần gần như nhà nước là không có lấy một đồng nào của dân cả. Thế mà riêng nhà em này là 250 m² nhà ở này là không không phải đóng thuế. Hôm qua là em còn được đi nhận được tiền tiền hoàn lại thuế đấy. Tức là với em mới hỏi với lại mấy cái người thu thuế ở đó bảo thế sao vụ trước thì các cô thu, thế mà sao mà nay các cô lại nói là vụ này các cô lại lại trả, thế thì cứ thu xong rồi trả thì nó vất vả các cô ra, tạo cái khó khăn cho các cô. Nên là các cô đã bảo là thế các chúng tôi có việc làm chẳng hạn, thế nhưng mà sang năm là chính quyền sẽ không 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 thu nữa. Đấy, thế coi như là bằng không còn gì nữa, sướng quá còn gì nữa, chỉ có làm và ăn thôi. Đó, cái anh ở mà coi như hơn 200 m² nhà anh phải không? Anh vâng, trả thuế gì đó. Anh trả về đồng thuế nhà nào bác? Tôi này. Cái nhà tôi là mỗi năm á, nhà tôi mua đó nha. Vâng. Mua luôn á, mỗi năm cái ở Mỹ đấy á, là vâng. Mua nhà nhưng mà ở đất của nhà nước lấy. Vâng. Mỗi năm tôi phải đóng 2.100 đô rồi tiền thuế đất. Vâng. Một năm thế bằng nhá, mấy chục. tôi mua nhà, Vâng, mua vâng, nhà vâng. nhưng tôi phải đóng Vâng. cái Đấy, đất mua của nhà. khác cũng đóng thuế. Đúng rồi, mua nhà vẫn phải đóng. Mà chưa. Đóng 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 luôn á, đóng Vâng, suốt đóng đời luôn. đóng suốt đời luôn đấy chứ không phải Đấy, là giống năm như một việc năm một đâu. mình mua cái nhà, mua đất là xong rồi, Vâng, phải không? vâng. Vâng, Vâng, thế còn anh chúng coi em như như là là đây vâng. là hai, ok, tôi muốn mở ra chương trình này á, là Vâng. hai cái đất nước, hai cuộc sống để chúng ta nói ra để mà chúng ta Đúng rồi. so sánh và biết với nhau. Rồi, chính xác rồi. Cái đấy là thông tin Đấy, cái chương trình mà nó rộng ra, rộng ra vâng. để cho chúng ta thảo luận để mà biết với nhau cuộc sống ở Việt Nam và cuộc sống ở đây. Vâng. Đó. Ở đây á, anh mua cái chai nước anh phải đóng thuế. Vâng. Không có đồng. Cái gì ở đây Vâng. cũng có đồng. Vâng. Cái gì cũng phải thế. Vâng. Nhưng mà ở Việt Nam những cái mà không đóng thuế Vâng. như hàng rong chợ nông thôn hay là vô cái chợ cá chợ này đâu có đóng thuế đâu. Vâng, đúng đấy, chúng em cũng thế. Anh Nếu tự do trả mà giá một nữa đúng không? vâng Anh tự và một cái và một một cái cửa hàng mình muốn mở một cái hiệu, một cái cửa hàng mà buôn bán tạp hóa hoặc là tất cả nó gọi là nhỏ nhẹ đấy ở vùng quê đấy, thì cái thuế muôn bài một năm nó chỉ khoảng độ trong trên 100 bạc thôi, nói chung là nó chỉ bằng một bát phở thôi ở bên 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 Mỹ thôi chứ không không có gì cả. Nếu mà có khi gia đình điều kiện khó khăn thì kêu với lại cán bộ thuế thì người ta cũng có thể là du di đi cho mình, chả có gì cả, rất nhẹ nhàng thôi. Nói chung là như bác Bình bác mở một cái diễn đàn như thế này là rất là hợp lý, không gây và không gây căng thẳng cho người đối thoại mà người Dạ xem. không, Và đấy, thế cho nên là tất cả các nước luôn, vâng đấy, không phải là riêng và Nam thoải hay Mỹ, mái luôn. hết luôn. Mình Để mình lên mình chia sẻ và chia sẻ biết á, những cái nội đất tình nước. của đất nước với lại những cái gì đấy mà những cái người ở bên kia người ta không hiểu, người ta xuyên tạc, người ta vẽ ra, người ta tưng lên, nó làm cho nó như gần như là sắp sửa nó có cái thảm họa ở Việt Nam đấy, họ gây gây ra những cái gọi là nó gần nó như là Việt Nam nó là sắp sụp đổ đến nơi rồi, hoặc là cái chính quyền nó sắp sụp đổ đến nơi rồi mà người dân chỗ nào cũng thấy bạo loạn rồi, cũng thấy nọ kia, nhưng thật sự ra nó rất là bình yên, nó chả có gì cả. Thôi thì cứ sáng này ra là đi bắt Ok. đầu vào công việc rồi thì là trưa ăn cơm rồi tối lại ngồi coi tivi rồi lại có thời gian rảnh lại trà cháo rồi thì là lướt Facebook rồi thì là vào những cái trang mạng để mình tìm hiểu, mình giao lưu với bạn bè năm châu chứ chẳng có cái gì cả.
Thì không là quay bên đóng mà một năm là 9.000 đô tiền thuế Đấy, đấy, đúng rồi. là mà đóng 9.000 đô tiền thuế đấy, Không chưa xài tiền mà mua, chưa tính cái tiền mà quay đi chợ đi đo đấy nhá, mua được tiền thuế đó nữa, đấy là hết. tiền thuế cơ, công việc làm ở Vâng. sở thôi đó Thế nên đấy. là, vâng, em cũng nghĩ là Anh muốn lên chia sẻ với anh Thomas Nguyễn. vâng, thế thì em cũng bác giao xuống để cho bác, vâng, bác Tô Đình Nguyễn lên để chia sẻ, cũng là họ đặt theo cái tiêu đề là do dân vì dân, cho nên là, vâng, thế cho nên là tất cả mọi thứ bây giờ là nó là 50-50, nó một nửa về về cái làm ăn và đối ngoại với lại các cái nền kinh tế đấy, thì người ta bắt buộc người ta phải theo cái nền tư bản, tức là anh muốn mở một cái doanh nghiệp nước ngoài hay là ấy muốn về Việt Nam thuê đất thì đúng phải đóng thuế thôi đấy, các công ty là đều phải đóng thuế. Thế nhưng mà những cái gì thuộc về sở hữu hoặc là được quyền của người dân thì là nhà nước cũng chả có gọi là thu cái gì cả đấy. Thế chứ còn là thuế chứ À, là bây vâng giờ vâng tôi muốn lên rồi, vâng có người vâng muốn vâng lên rồi nghe. vâng Bây vâng giờ vâng coi như ok em xin ao xuống là nếu độc thân á là đóng từ 25% cho đến 30% tiền thuế, có nghĩa là coi như 2.000 đã đóng khoảng chừng 600, khoảng chừng đóng 1.000 mấy á, ngàn khoảng 1.200, 1.200 đến 1.400 đồng tiền thuế là mỗi không hai hai ngàn á, 2.000 thì đóng 30% là khoảng 600, rồi mình còn lại 1.400 thôi. Nghe rồi mời tới, mình chưa lên, mời anh Nguyễn Nguyễn Giang lên đây, Nguyễn Giang lên, không lên được đây, tôi mời anh lại nha. Thì mình chia sẻ đi, chia sẻ những cái gì mình ở đây cả 5 6 tuần trước kia đâu phải là mới nói đâu, cảnh cáo cho quý vị đấy, quý vị cũng nghe. Ok, vì đã vì nó không có trình đâu biết đâu, nó đâu biết là coi như trên cái đất Mỹ thằng cũng chẳng biết là coi như cái cảnh sát mạng như thế nào luôn, thì làm sao hắn biết là công an mạng ở Việt Nam, ở đây nó cũng chẳng biết là coi như là hắn đang làm cái gì, làm gì hắn mà thử đi đụng cái tổ chức ra này, coi như nó hốt cái tụi hắn biết, tưởng là tụi hắn mà lên mạng đây bằng ảo á, xin lỗi quý vị đây là thật hết ạ, không phải ảo đâu. Hôm nay em rất tôn trọng lời nói của anh Bình Hồ, em mong anh Bình Hồ mãi mãi nói chuyện như thế. Hôm nay tôi nói hoa như vậy đó. Ok, văn chương đây này, 47 là của của quân đội đó, nó có cái an ninh mạng của quân đội đó, đó là quốc phòng, đó là coi như là bảo vệ cái đất nước. Thành ra trước đây tôi nói đó mà coi cái vị cũng không 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 nghe chứ, cái vị tưởng